Chúa. Lòng tin tưởng Chúa là một phương thế không sùng tuyệt đối ta dùng để ca tụng sự toàn thiện. Chúa hơn hết, càng cậy trong Chúa càng tôn kính người. Nhờ vậy ta nhận biết Chúa là đứng cao cả và vô cùng. Ở nơi người oai quyền và thiện hảo cũng bằng nhau. Lòng tin tưởng là phương thế thần hiệu nhất để kéo ơn lành quý trọng trên trời xuống. Đức mẹ Maria đã để hương sáng lạ lùng về lòng tin tưởng Chúa khi người phó mặc Chúa giữ gìn tịnh vệ để định liệu danh giá mình. Người bạn Chúa ban để gìn giữ trinh tuyết, Đức mẹ đã nghi ngờ một điều không hay cho Đức mẹ và định kín đáo lìa bỏ người. Đức mẹ không chút lo ngại áy náy, người đầy lòng tin tưởng Chúa và vui lòng chờ đợi thời giờ Chúa quan phòng. Quả thật giờ ấy đã đến. Thánh Giuse được ơn trên soi sáng nên điều người nghi ngờ bị tiêu tan ngay. Người không nghi nan nữa, lại hết lòng kính phục nhân đức bạn mình và thiết tha yêu mến người hơn. Do đấy, lòng tin tưởng Chúa và phú thác mọi việc trong tay người đem lại nhiều ích lợi cho ta. Mọi sự, xương rơi trên trời, ruộng đất trần thế, tiền của sang trọng, hạnh phúc thiên đàng đều hứa ban cho người có lòng tin tưởng. Ai nương nhờ cánh tay xác thịt giống như cây thạch thảo trên rừng sẽ phải điêu đứng vì đại hạn. Ai tin tưởng Chúa giống như cây sai trái mọc bên bờ nước, lá cành rung ra tươi mạt đẹp sắc, muôn chỗ sinh hoa trái tốt lành. Lòng nhân từ quyền cao phép cả, lời hứa, lòng trung thực của Chúa và việc người hiểu biết ta thiếu thốn yếu hèn là những lý do thúc đẩy ta tin tưởng người. Còn ở nơi nhân thế, hàng ngày ta chỉ nhận thấy sự bất lực và gian tà. Dầu gian truân khổ sở đến đâu, ta cứ vững lòng tin tưởng Chúa quan phòng che chở. Con buồn phiền vì trong lúc gian lao, Chúa không thương phù trợ cứu đỡ. Nhưng hỡi con, Chúa chỉ mong đợi con với lòng cậy trông, chạy đến dưới chân người kêu cầu để cứu giúp con. Chúa biết con gặp cảnh éo le đáng thương, nhưng nếu con thiếu hẳn lòng tin tưởng, người sẽ coi như không biết. Con bối rối thất vọng như không có Thiên Chúa ngự trong dân Israel. Con thường xao xuyến lo sợ, đương khi lòng trông cậy con đến cảnh yên tĩnh. Khi con gặp cơn chơ leo nghi nan, buồn sầu, phải tìm phương kế và đi bàn hỏi. Nhưng trước hết hãy nhớ, Chúa là phương thế độc nhất của con. Nhân loại chẳng đủ tâm lực, tin anh giúp đỡ con bằng Thiên Chúa. Con đừng trông cậy Chúa càng dở thái quá, con càng yếu sức càng phải cậy trông Chúa thêm sức mạnh. Những sự rủi ro sẽ giảm sức khỏe con, nhưng không tài nào làm bớt được quyền phép đứng có sức chữa con. Thần chết các người giúp đỡ con về, xong con không mất Chúa tạm thành bảo trợ con. Suy tưởng như vậy con sẽ thấy rõ, chỉ khi nào dứt lòng trông cậy Chúa mới không dám ơn Chúa trợ phù thôi. Đức mẹ quyển 1 chương 29, vâng lời. Đức mẹ và Thánh Giuse thuộc dòng dõi vua David từ Nazareth đi Bethlehem để khai dân sắc theo dụ vua Augusto. Vì vua muốn biết oai quyền mình đã lan rộng đến đâu nên truyền khai dân số toàn quốc. Hai ông bà không hề xét nét tại sao vua đã hạ chiếu chỉ như vậy, vì công ích hay vì kiêu hãnh. Không, chiếu chỉ ban ra, ông bà vui vẻ tuân phục ngay. Nếu vua Augusto quen biết Đức mẹ Maria, chắc sẽ nói với người như vua Asuero xưa nói cùng hoàng hậu Esther: luật ấy không bó buộc người. Nhưng vì luật coi Đức mẹ như các đàn bà khác, nên không những Đức mẹ cũng tuân theo như mọi người, mà lại có phần hoàn hảo hơn. Vì người vâng lời bởi đức khiêm nhường nhẫn nhục, chứ không lầm bẩm kêu ca. Đức mẹ coi chiếu chỉ vua như thiên ý, nên người hết lòng vâng giữ. Đức vâng lời không biết lý luận, và ngược lại, sự thực thà còn giúp cho dễ vâng lời. Không gì xung khắc với đức vâng lời bằng tính khôn ngoan sắc thịt hay xét nét chắc hẳn từng điều. Nếu chính quyền ban hành luật lệ chính đáng lại bị người dưới bắt bẻ, còn gì là trật tự chế độ. Vậy nếu bề trên dưới thế truyền cho con luật lệ nào, xét về cá nhân, người ấy không đáng con vâng phục, con cũng cứ vâng phục họ, vì Chúa cả trên trời thực sự.
Người ta luật lệ cho con rất có thể sai lầm. Song khi họ chỉ dạy con điều gì không trái luật Chúa, con vâng lời vì Đức Chúa Trời thì không sai lầm mà còn có công trọng trước mặt Chúa. Làm những việc nhỏ mọn tầm thường vì đức khiêm nhường sẽ có công hơn theo ý riêng làm các việc trọng đại. Đó là đạo lý các thánh truyền lại. Thế gian khôn ngoan thường dò xét người thật thà có đức suy phục. Ấy loài xác thịt không nhận biết sự thuộc về Chúa, còn biết toan tính như thế. Huống nữa giáo dân lại không biết lấy phúc âm làm kỷ luật của mình sao? Không phải cứ vâng lời là có công. Con vâng lời vì tính tình như mì, đó là vâng lời tự nhiên, chỉ đáng khen thường ở thế tạng. Vâng lời lăng cha, vui vẻ ngụ ý khoa khoang có đức hạnh, đó chỉ làm theo ý riêng mình hơn theo ý người khác, và có ý vui lòng mình hơn vâng lời người khác. Thật lòng vâng lời là không trung trinh tuân giữ luật lệ, và không oán trách người có quyền ra luật. Sách thắng dạy ta phải tận tâm, kính nể và vâng phục chủ nhà, bất luận hiền lành hòa nhã hay cay nghiệt. Nếu khi vâng lời ta đừng nghĩ gì đến người ta phải vâng, chỉ nghĩ đến Chúa, vì Chúa mà ta vâng lời, chắc ta sẽ thấy rõ vâng lời không vất vả nặng nhọc như ta tưởng. Chúa Thánh Thần chứng tỏ rằng ai vâng lời thường hay nói sự thắng trận. Ý riêng ta là phát huy sự sai lầm, đức vâng lời sẽ thánh hóa ta, cho ta tránh khỏi nhiều điều hối hận phàn nàn và giúp ta làm trọn vẹn.